Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng 2017 là một sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của tỉnh Lâm Đồng trong tổng thể chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017. Thông qua Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá ngành nghề sản xuất, chế biến trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại ngành trà và tơ lụa của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển ngành trà, dâu tằm và tơ lụa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu đến du khách các hoạt động ngành nghề của địa phương, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất và con người vùng trà Bờ Lao và tơ lụa Bảo Lộc. Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng 2017 diễn ra tại thành phố Bảo Lộc từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2017, có chủ đề Hương trà sắc tơ với 5 chương trình chính và 8 chương trình hưởng ứng. Các chương trình chính bao gồm: chương trình đêm hội tơ trà với chủ đề Đêm hội Bờ Lao tơ trà lan tỏa, gắn kết với các hoạt động tôn vinh người làm trà, người trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, quảng bá thương hiệu trà Bờ Lao tơ lụa Bảo Lộc. Thời gian: 20 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2017 vào thứ Hai. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Lộc. Chương trình phiêu du xứ Bảo, tổ chức chương trình theo tour du lịch canh nông cho khách du lịch, chương trình ngoại khóa cho học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông tham quan vùng trà gắn với quy trình chăm sóc, chế biến trà, tham quan quy trình sản xuất tơ lụa. Thời gian 5 ngày, từ 23 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Nông trường và nhà máy chế biến trà Tâm Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn trà Hằng Sơn Điền, doanh nghiệp tư nhân trà Phước Lạc, công ty cổ phần tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam, công ty Việt Siêu, công ty Đông Lâm, công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc, công ty Nhật Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Bảo. Chương trình Bảo Lộc ngày mới, óng ánh sắc tơ, trình diễn thời trang tơ lụa, thổ cẩm, giới thiệu những sản phẩm làm ra từ tơ lụa, thổ cẩm Bảo Lộc thông qua những bộ trang phục xen lẫn với chương trình văn nghệ được xây dựng thành kịch bản chi tiết. Thời gian vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017 nhằm vào chủ nhật. Địa điểm: khu vực Hồ Đồng Nai Thượng, thành phố Bảo Lộc. Chương trình hội chợ thương mại, triển lãm, trưng bày với chủ đề Hương trà sắc tơ, gắn kết các doanh nghiệp trà và tơ lụa trong và ngoài tỉnh trưng bày và giới thiệu các sản phẩm liên quan đến công nghệ sản xuất trà và tơ lụa. Thời gian 5 ngày, từ ngày 23 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2017. Khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2017, nhằm vào ngày thứ Bảy. Địa điểm: Nhà đa năng, Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Lộc. Hội thảo ngành trà và dâu tằm tơ. Nội dung hội thảo: tìm kiếm giải pháp phát triển ngành trà, tơ lụa và dệt thổ cẩm gắn với phát triển nông nghiệp, công nghệ cao và nông nghiệp sạch. Thời gian ngày 26 tháng 12 năm 2017 vào thứ Ba. Buổi sáng, hội thảo ngành chè. Buổi chiều, hội thảo ngành dâu tằm tơ. Địa điểm: khách sạn Seri, số 5 đường 28 tháng 3. Các chương trình hưởng ứng bao gồm: hội thi hái trà với chủ đề Bàn tay vàng búp chè non, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nông dân, những người làm trà, các doanh nghiệp và nhân dân vùng trà. Thời gian 1 ngày, khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2017 vào thứ Bảy. Địa điểm: nông trường trà Tâm Châu, thôn 14, xã Đam Ri, Bảo Lộc. Ngày hội Flash Mob với chủ đề Nhịp điệu thành phố trẻ, thông qua ngày hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho thanh niên, học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Thời gian vào chiều ngày 24 tháng 12 năm 2017. Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Bờ Lao quê em, với sự tham gia của các em thiếu nhi Bảo Lộc từ 6 đến 15 tuổi, nhằm giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu nét đẹp của quê hương xứ trà Bờ Lao, với hai phần thi là vẽ tập thể và thi vẽ cá nhân. Thời gian vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017, ngày chủ nhật. Địa điểm: công viên trước Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Liên hoan văn nghệ bay cao tiếng hát xứ trà, nhằm tạo không khí giao lưu, học hỏi, tìm kiếm, phát hiện các hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ trong nông dân, công nhân vùng chè, dâu tằm, dệt lụa, thổ cẩm, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận. Thời gian 2 ngày, từ 23 đến 24 tháng 12 năm 2017, nhằm vào thứ Bảy và chủ nhật.
trung khảo và công diễn vào đêm 24 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Lộc. Giải bóng đá các làng trà. Thời gian 5 ngày, từ 23 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Câu lạc bộ bóng đá Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Lộc. Triển lãm ảnh nghệ thuật Bảo Lộc ngày mới, giới thiệu những hình ảnh về vùng đất và con người Bảo Lộc, về ngành trà, tơ lụa. Thời gian 5 ngày, từ ngày 23 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc. Diễu hành đường phố. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, Câu lạc bộ mô tô thể thao, xe ô tô cổ diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố nhằm tuyên truyền, quảng bá cho tuần văn hóa trà và tơ lụa. Thời gian từ 23 đến 27 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Thành phố Bảo Lộc và các huyện lân cận. Phố trà Blau. Giới thiệu đến du khách cách pha trà và thưởng thức trà với sự tham gia của các doanh nghiệp trà trong và ngoài tỉnh. Thời gian 5 ngày, từ 23 đến 27 tháng 12 năm 2017. Địa điểm: Trục đường Lê Ngọc Hân, thành phố Bảo Lộc. Ta chúc muôn nơi cùng ba 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 may mắn đến, cùng ba 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 ta đón xuân, cùng chúc xuân mừng xuân sang, ta có ba 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 chào tân xuân, sung túc an khang lòng an vui, ta đón Tết cùng ba 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 ta sum vầy, Tết sum vầy đầy may mắn cùng bia ba ba ba. Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người, mừng ngày Tết ta có ba 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 tri ân, ta chúc muôn nơi cùng ba 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 may mắn đến, cùng ba 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 ta đón xuân, cùng chúc xuân mừng xuân sang, ta có ba 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 chào tân xuân, sung túc an khang lòng an vui, ta đón Tết cùng ba 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 ta sum vầy, Tết sum vầy đầy may mắn cùng bia ba ba ba.